Thân chào các bạn. Các bạn khỏe không? Hình như là ở Việt Nam là lịch trình chuyến bay quốc tế là đã bị hoãn lại rồi. Chắc là không có ai về. Chắc không có ai đăng ký để đi, cho nên là đăng ký chắc một hai người thôi, hoặc là Việt kiều đi làm ở những cái nơi khác đó, là họ chỉ đưa họ về thôi đó, còn chắc là quản lại rồi đó, thì chắc là không ai về đâu. Chắc người Việt hải ngoại chắc không có gì chơi, không về thăm Việt Nam đâu, không quản được rồi. Hôm nay mình ăn thịt heo luộc cuốn bánh tráng này các bạn. Thịt heo này nó rẻ, cho nên bà xã luộc lên cuốn bánh tráng. Cuốn bánh tráng nó đúng ra đó thì các bạn ở Việt Nam. Everybody take care of themselves. See you. Yeah. Tranh cũng khoảng chừng vài năm nữa, bây giờ chuẩn bị chứ ra lời vừa. Thôi, xin chào các bạn. Okay. Bye. Bye. Bye.
Bye.